Anh chàng da màu này hôm nay đã được trả tự do. Anh ta sắp trở thành 1 triệu phú rồi. Thì ra 2 năm trước anh và đồng bọn đã ăn trộm một viên kim cương trị giá 17 triệu đô. Nhưng sau đó một tên đồng bọn muốn độc chiếm viên kim cương đó nên đã gọi cảnh sát đến. Tali không còn đường chạy thoát, không còn cách nào khác, anh đành giấu viên kim cương trong ống thông gió của một tòa nhà đang thi công. Sau đó nhớ kỹ vị trí rồi khoanh tay chịu trói. Bây giờ anh muốn đi tìm lại viên kim cương năm đó, nhưng vừa xuống xe, anh đã vô cùng sững sờ, tòa nhà đang thi công năm đó giờ lại là sở cảnh sát. Tali tức giận khua tay múa chân chào buổi sáng. Mặc dù đó là sở cảnh sát nhưng vì viên kim cương cũng phải tìm cách thôi, vì thế Tali cải trang thành nhân viên giao hàng, anh lùi về sau, ùn bông đi vào sở cảnh sát, nhưng viên kim cương ở tầng 3, cần phải có thẻ mới có thể lên tầng được. Tali tìm bảo vệ, nhưng bảo vệ lại nói với anh chỉ có 2 loại người mới có thể bước vào cánh cửa đó, một là cảnh sát, 2 là người bị còng tay. Tali nghe thấy vậy liền nghĩ, mình vừa mới được thả ra mà giờ vào lại nữa thì e là không hay cho lắm. Lúc này vừa hay gặp được một anh chàng cảnh sát mới đến thực tập, Tali đi đến nhờ anh ta giao pizza hộ mình, nhưng mục đích thực sự của Tali là trộm thẻ vào cửa của anh ta. Sau khi về nhà, Tali vội tìm người chú của mình, nhờ ông giúp mình làm giả thân phận cảnh sát, còn anh ta thì mua một chiếc đĩa CD về nhà để vừa xem vừa học theo tố chất thiết yếu để làm cảnh sát, cùng với một số ngôn ngữ trong nghề và cách nói để bắt trộm. Ngày hôm sau, Tali xách theo cặp sách giống như cảnh sát hiên ngang bước vào đồn. Khi cửa thang máy vừa mở, anh ta đã bị dọa cho hết cả hồn, bên trong toàn là cảnh sát. Tali bước vào thang máy có chút hồi hộp căng thẳng, dù sao thân phận của anh cũng là một tên trộm mà. Tali đi lên tầng 3, vừa lên đến đã lập tức đi vào nhà vệ sinh để tìm đường ống thông gió đó, nhưng lúc này một tên tội phạm muốn bỏ trốn cũng chạy vào đây. Để không bị bại lộ thân phận, Tali đã đạp tên tội phạm ngất xỉu. Cảnh sát cũng đã nhanh chóng có mặt. Chuyện gì thế này? Anh là ai? Tali lập tức giải thích mình là cảnh sát mới được điều đến đây. Đây là phù hiệu cảnh sát của tôi. Cảnh sát trưởng thấy vậy cũng không nghĩ gì nhiều vì bây giờ sở cảnh sát cũng đang thiếu người. Hơn nữa sợ yếu lý lịch mà người chú đã làm giả thực sự xuất sắc. Cảnh sát trưởng lập tức giao nhiệm vụ cho Tali, còn điều cho anh một người cộng sự chính là Canson cảnh sát tập sự hôm trước. Hai người đi đến xưởng sửa chữa ô tô để điều tra hiện trường. Ông chủ nói mình đã bị mất vài cái lốp xe. Canson nghe ông chủ nói mà nóng bừng cả mặt. Kết quả Tali đã dựa vào kinh nghiệm trộm cắp nhiều năm của mình. Anh nói ông chủ là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Sau đó anh đi đến cửa thùng hàng của xe chở hàng, chỉ với một sợi dây thiết nhỏ, Tali đã mở cửa xe một cách dễ dàng. Những lốp xe bị mất đều ở bên trong, như vậy Tali đã phá án thành công. Tali là một tên trộm chuyên nghiệp, vì tìm lại viên kim cương đang nằm trong sở cảnh sát nên anh đã giả làm cảnh sát. Và vụ án trong ngày đầu tiên nhận chức đã được phá một cách dễ dàng. Sau khi phá án xong, hai người đi đến một cửa hàng tiện lợi, kết quả lại đúng lúc gặp một tên cướp. Lúc này Tali đang trốn đằng sau quầy hàng, buồn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng Canson lại xông vào bắt cướp nên anh không thể không ra tay. Không ngờ tên cướp vừa quay đầu lại, Tali đã đứng hình mất 5 giây. Đây lại là Benny, đồng bọn trộm kim cương cùng anh năm đó. Suy nghĩ đến chuyện thân phận giả mạo này không thể bị bại lộ nên anh đã thả cho Benny chạy thoát, nhưng Benny lại chạy vào một ngõ cụt. Sau khi bị cảnh sát bao vây, anh ta đã hét lớn tên của Tali. Các cảnh sát khác đều ngạc nhiên, hắn đang hét gì vậy? Cứ như vậy thì thân phận của anh chắc chắn sẽ bị bại lộ, vì thế Tali đã đứng ra chủ động xin đến đó thương lượng với tên cướp. Trở về đồn, Canson đã kể lại câu chuyện vừa nãy của Tali khắp đồn cảnh sát. Lúc này cảnh sát trưởng đã gọi Tali đến phòng của mình. Ông nghi ngờ Tali đã làm giả lý lịch. Tali vội vàng giải thích rằng mình đã từng làm nội gián, rất nhiều thông tin thân phận đều cần phải được bảo mật. Nghe thấy vậy cảnh sát trưởng đã hiểu, ông lập tức đề bạt Tali trở thành tổ trưởng tổ trọng án. Nhưng Tali không hề quan tâm đến điều này, vì mục đích của anh chỉ là tìm lại viên kim cương kia. Khó khăn lắm mới tìm được vị trí giấu viên kim cương lúc trước, vậy mà bây giờ chỉ còn lại miếng băng keo. Tali đi hỏi đồng nghiệp thì biết được, thì ra đường ống cũ đã bị dò dỉ nước nên viên kim cương đã được chuyển đi chỗ khác. Tali lập tức nghĩ ra cách khác, anh đặt chiếc xe điều khiển từ xa vào đường ống, còn mình thì đeo kính điều khiển liên tục tìm kiếm trong đường ống. Sau đó còn vào nhầm hội trường, cảnh sát trưởng lại thăng chức cho anh. Cuối cùng trải qua bao trắc trở, Tali đã xác định được vị trí của viên kim cương, chính là đang nằm trong ống thông gió ở phòng vật chứng. Nhưng chưa kịp vào phòng vật chứng thì cảnh sát trưởng lại đến giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng. Đây là cảnh sát ngầu lòi nhất mà tôi từng thấy, vào ngành mới 3 ngày đã được thăng chức 2 lần liên tiếp, bởi vì lần nào anh cũng dựa vào tư duy của kẻ trộm để phá án dễ dàng. Lần này là vụ án về những tác phẩm nghệ thuật liên tiếp bị mất trộm. Sau khi Tali và đồng nghiệp đến hiện trường thì FBI đến trước lại nói rằng vụ án này cảnh sát các anh chắc chắn không phá được đâu, nên đã mời họ về. Trên đường về, Tali không cam tâm, anh lại dựa vào tư duy làm kẻ trộm nhiều năm của mình. Anh đoán rằng tác phẩm nghệ thuật chính là cờ hiệu, nhất định có kẻ đang buôn lậu ma túy. Đồng nghiệp quả quyết gọi chi viện, tìm chiếc xe khả nghi trong thành phố. Quả nhiên phát hiện ra một chiếc xe tải, mở thùng xe ra xem, bên trong không chỉ có 2 tên buôn bán ma túy mà còn chứa đầy ma túy.
Như vậy cuối cùng Tali đã vào được phòng vật chứng. Anh đứng trên đống ma túy, đã thành công lấy được viên kim cương. Ngay lúc Tali đang tận hưởng vẻ đẹp của viên kim cương, thì cảnh sát trưởng lại hắt xì một cái, làm anh ta hết cả hồn. Anh đã làm rơi viên kim cương vào trong đống ma túy. Cảnh sát trưởng nói FBI muốn mang số ma túy đó đi, nếu vậy thì viên kim cương sẽ rơi vào tay họ, cả đời này cũng không tìm lại được nữa. Vì thế Tali đã đề xuất rằng nên dùng số ma túy đó làm mồi nhử để tóm được ông trùm thực sự đứng sau. Cấp trên thấy đề xuất này rất có lý nên đã lập tức ra lệnh cho Tali thực hiện nhiệm vụ nội gián lần này. Sau đó FBI còn dạy Tali một số thuật ngữ trong ngành. Nhiệm vụ bắt đầu, Tali đi đến nơi giao dịch ma túy và đã thành công lấy được viên kim cương. Nhưng lúc này Dick, tên đồng bọn phản bội lại bỗng nhiên xuất hiện cướp lấy viên kim cương. Ngay lúc họ đang giằng co nhau thì chiếc xe đột nhiên rung chuyển. Thì ra bọn buôn ma túy đã dùng nam châm để câu chiếc xe đến trước mặt ông chủ. Ba người bước xuống xe khiến ông chủ ma túy ngỡ ngàng. Họ là ai? Đến đây làm gì? Tali giới thiệu Canson là một tên sát thủ máu lạnh. Dick nhìn thấy có thể nhận cơ hội này giết họ. Vì thế hắn đã nói với ông chủ ma túy rằng Tali chính là cảnh sát. Để xác minh thân phận của anh, ông chủ đã ra lệnh cho anh bắn chết Dick. Được thôi. Tali nhận lấy súng rồi bắn Dick, vừa hay giúp anh xả hận. Sau đó ông chủ lại ra lệnh cho Tali nổ súng lần nữa. Trong tình thế nguy cấp, may mà cảnh sát nghe thấy tiếng súng kịp thời đuổi đến. Một cuộc nổ súng kịch liệt đã diễn ra, sau đó cảnh sát đã bắt được ông trùm ma túy. Lúc này Dick lái xe bỏ trốn, Tali lái xe cảnh sát đuổi theo. Anh đã tìm thấy một khẩu súng báo hiệu trong xe và đã bắn đạn tín hiệu vào cửa sổ xe của Dick. Sau đó anh tăng tốc lái xe cảnh sát lên trước chặn đường, rồi giậm thắng đột ngột khiến chiếc xe tải bị lật. Cuối cùng Tali giết chết Dick và lấy lại viên kim cương. Cộng sự Canson cũng đã biết được thân phận thật sự của Tali nhưng không bắt anh, bởi vì trong lúc Tali truy bắt Dick, anh đã vượt qua đường biên giới, vì thế họ không có quyền bắt anh. Như vậy, Tali đã thành công lấy được viên kim cương. Từ đó, anh ta có một cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.